Con vệ quyết định. Con đợi ta. Các chú công nhân đến rồi, lát nữa sẽ sơn lại phòng cho con. Con đã chọn xong màu chưa? Mẹ tập về, con thấy màu xanh lam cũng ổn. Căn phòng sẽ giống như đại dương, nhưng mà màu xanh lá cũng được, giống như thảo nguyên. Còn có con đồ to, làm việc mà cứ do dự như vậy thì không được. Mẹ nói cho con biết, giờ sẽ sơn những phòng khác trước. Trước khi sơn xong những phòng khác, con vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Phải mau chóng quyết định mới được đấy. Rốt cuộc màu gì đẹp nhỉ? Nhưng mà màu đỏ cũng rất ngầu. Hay sơn sọc ngựa vàng nhỉ? Con vẫn chưa chọn được. Các chú công nhân sắp nghỉ rồi. Con cần thêm một chút thời gian. Con được ta, lúc nào con cũng khó chọn lựa như vậy là không đúng đâu. Không lựa chọn tốt sẽ làm lỡ việc đấy. Biết không hả con được ta? Chuyện này thì có liên quan gì? Chọn cẩn thận mới chọn được cái mà mình thích chứ. Cẩn thận và không có năng lực quyết đoán là hai khái niệm khác nhau. Chỉ là chọn màu sắc mà đã như vậy, sau này gặp phải chuyện lớn hơn thì không ổn rồi. Không thể nào. Vậy thì thử xem sao. Phòng của con do con tự thiết kế. Con nói làm thế nào thì sẽ làm như thế ấy. Để bố mẹ xem cuối cùng con làm thành thế nào. Quyết định như vậy nhé. Con muốn có một cái xích đu. Chơi xích đu ở trong phòng ư? Như vậy không hay lắm. Không phải do con quyết định sao? Được rồi. Xích đu thì rất hay, nhưng mà bây giờ xem ra làm võng thì hay hơn xích đu. Còn có thể ngủ trên đó. Con đồ to, tớ giúp bố với. Bố đồ nhỏ, con quyết định rồi, không cần xích đu nữa, đổi thành võng thế nào? Con nói gì cơ? Con đồ to, chủ ý của con cứ một lát lại thay đổi như thế, thật sự khiến người khác không chịu nổi. Bố không làm được. Chúng ta phải tự mình tết võng. Con chắc chắn biết làm không? Con đồ to, con có thể học mà. Cho nên con nhìn, làm thế này, rồi thế này, sau đó cuối cùng thế này. Vậy là được rồi. Xong rồi. Hoàn thành rồi. Bố đồ nhỏ, con bị mắc kẹt trong võng rồi. Con đồ to, con tết võng thành thế này, còn có tâm trạng mà đùa ư? Không phải quyết định làm xích đu sao? Sao lại biến thành lưới đánh cá thế này? Hai bố con đang làm gì thế? Nó lại đổi ý rồi, nó muốn thay xích đu bằng võng. Mau thả bố con anh ra với. Không sao, cuối cùng chúng ta cũng xong một công việc. Chuyện đó, bố đồ nhỏ, con đổi ý rồi. Con muốn sơn căn phòng này thành màu xanh lam, giống như đại dương. Cho nên, con muốn có một chiếc giường giống như tàu biển, thế nào ạ? Giường giống như tàu biển, kiểu đó là thế nào nhỉ? Giống như tàu ngầm quân sự ấy. À không, giống như thuyền buồm. À không không, giống như du thuyền ấy. À không 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 không, giống như... Để con nghĩ xem, hay là làm thành hình ô tô đi. Ô tô, nhưng sẽ không hợp với màu sơn của phòng con. Không sao, màu sơn có thể đổi mà. Con muốn là một chiếc xe tải lớn. Đợi đã, con muốn làm xe tăng. Hay là xe đua siêu tốc đi. Xe tăng không nhanh bằng xe đua. Con đồ to, con phải nghĩ kỹ đi rồi bố mới làm. Con không muốn ngủ một mình trên sofa ư? Vâng. Vậy bố ngủ cùng con nhé. Bố đồ nhỏ, con biết con sai rồi. Vậy sao? Thật sự biết rồi ư? Lúc lựa chọn vấn đề, không nên cái gì cũng muốn có. Đúng vậy, không có khả năng quyết đoán sẽ làm lỡ việc lớn. Thật ra phòng của con muốn sửa xong không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng chúng ta lại tập trung vào những việc không quan trọng. Hơn nữa, lúc thì ý này, lúc thì ý kia, bỏ dở giữa chừng nên lỡ mất thời gian. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta làm lại, làm một lần cho xong.
đầu ta có thể chơi một mình. Hôm nay nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nhất định phải hoàn thành. Ăn cơm thôi. Ăn trước đi, mặc kệ anh. Mẹ tập về. Bố đồ nhỏ bận thật đấy. Đúng vậy, cho nên chúng ta không được làm phiền bố. Để mẹ nghe điện thoại. Alo. Đúng rồi, là tôi. Vâng, được. Mẹ tập về sao thế? Vừa rồi tổ dân phố gọi điện tới, yêu cầu tuyên truyền viên của khu dân cư đi tuyên truyền về vệ sinh đô thị. Mẹ tập về chính là tuyên truyền viên mà. Đúng thế. Nhưng nếu mẹ ra ngoài, bố thì bận làm việc, ai sẽ trông nom con? Con đầu to đã lớn với mày rồi, không cần người trông nom nữa. Anh làm xong việc rồi ư? Chưa xong, nhưng kỹ sư cầu đường chết khát rồi. Anh phải uống nước, phải uống nước. Mẹ tập về yên tâm đi. Bố đồ nhỏ nói đúng đấy. Con có thể tự chơi được, không cần người lớn trông. Bố đồ nhỏ cũng có thể yên tâm làm việc. Đành như vậy thôi. Con đồ to cùng bạn ra ngoài chơi rồi. Tốt quá. Anh đồ to, chúng ta chơi trốn tìm nhé. Được, anh là cao thủ chơi trốn tìm đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Chỗ này thú vị quá. Trốn ở đây đi. Thú vị thật. Đuổi theo mình đi nào. Anh đồ to, chẳng phải nói là chơi trốn tìm sao? Anh đang làm gì thế? À, anh quên mất. Thật ra, trò chơi chui ống này còn vui hơn. Em có muốn thử không? Kẹo bông, em không thèm. Bẩn lắm. Đây, đây là bỏng gạo nhà em ư? Sao lại biến thành chó đen thế này? Con trai thật là nghịch ngợm. Bỏng gạo, mau theo mình về nhà đi tắm. Bẩn một chút thì có sao đâu. Sao thế? Mẹ tập về mà trông thấy con sẽ tức điên lên mất. Con làm sao thế hả? Ây da, con đồ to. Từ giờ chỉ được chơi trong sân, không được ra ngoài, nghe rõ chưa hả? Bố đồ nhỏ yên tâm, con hứa sẽ không ra khỏi sân. Bố mau làm việc đi. Ít xanh mau tránh ra. À, xe bí ngô. Xe uổng bí ngô đây. Sửa bản vẽ thêm chút nữa là có thể hoàn thành rồi. Xe uổng bí ngô xông lên. Bố đồ nhỏ nói không được ra khỏi sân. Xe bí ngô, mau quay lại. Bố đồ nhỏ mau đuổi theo. Xe bí ngô của con chạy mất rồi. Không trông chừng con thật sự là không ổn. Con đồ to, bắt đầu từ bây giờ con chỉ được chơi ở trong nhà. Nghe rõ chưa hả? Thật là giờ sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Chán quá đi mất. Mình vẫn muốn ra ngoài chơi. Cuối cùng đã xong rồi. Con đồ to sao lại yên tĩnh thế nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi? Cửa này làm sao thế? Làm sao thế? Bố đồ nhỏ, cửa chẳng phải đã bị bố khóa vào ư? Con đồ to, con không ra ngoài à? Con không ra ngoài được, chán quá đi. Bố đồ nhỏ, con đồ to không làm phiền anh làm việc chứ? Con có ngoan không? Không làm phiền anh làm việc. Con ngoan lắm, rất ngoan. Con đồ to, giờ bố đưa con ra ngoài chơi nhé. Chết rồi, giờ thì ai cũng không ra ngoài được. Chỉ có thể gọi điện thoại cho tờ khóa thôi. Bố đồ nhỏ, con sẽ cố không nghịch ngợm nữa. Thật không biết là lúc bố còn nhỏ cũng nghịch ngợm như con, khiến người khác lo lắng, thật đấy. Oh.
trò chơi mới ngày Tết Nguyên Tiêu. Con đồ to, mau xuống đây. Con đồ to, sao con lại ăn mặc thế này? Bố đồ nhỏ ơi, bố cầm cái gì thế? Thế nào, được chứ? Đây là trang phục Tết Nguyên Tiêu năm nay của chúng ta. Giống như trước kia, chúng ta mặc bộ này, cùng nhau làm câu đố trên đèn lồng. Không thích, không thích. Năm nào cũng vẫn cái chương trình ấy, chán bỏ xừ. Năm nay con đã rủ Tiểu Minh và Kẹo Bông chơi trò mới. Không cho bố chơi cùng à? Nhưng trò ấy chỉ chơi ba người được thôi. Thôi được, để con chơi vui nhé. Xem ra làm đèn lồng, giải câu đố đã không còn thu hút con đồ ta nữa. Con đồ ta nhà ta đã lớn rồi. Anh đồ ta ơi, ra ngay đây. Anh đồ ta ơi, trang phục của anh hay thế. Tớ biết các cậu sẽ thích, nên đã chuẩn bị cho hai cậu luôn rồi. Sao lại phải mặc cái này? Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đón Tết Nguyên Tiêu. Nhất định phải làm sao cho ý nghĩa mà lại độc đáo khác biệt. Các cậu xem, mỗi lần uy phong biết bao. Chúng ta cũng tập luyện rồi biểu diễn cho mọi người xem. Trông có vẻ thú vị. Giá mà mình cũng được tham gia thì tốt. Tớ làm đầu lân, Kẹo Bông cầm bóng đi đằng trước, còn Tiểu Minh theo sát tớ nhé. Chuẩn bị. Khoan đã, con đồ to, tớ không nhìn thấy phía trước. Đừng sợ, vịn vào tớ, theo sát tớ là được. Bắt đầu đi. Cứu tớ với, tớ không nhìn thấy các cậu. Cứu tớ. Tiểu Minh sao thế? Hết cả hồn, không nhìn thấy phía trước. Đáng sợ quá. Thế chúng ta đổi vị trí đi. Cậu làm đầu lân. Tốt quá, đầu lân là uy phong nhất. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu nhé. Có cần bố giúp gì không? Có ạ. Bố nói, bố có thể tránh ra được không? Tránh đường tụi con rồi. Ngã có đau không? Không sao ạ. Sao lại như vậy? Thế này thì sao biểu diễn được? Bố có cách này, rất đơn giản. Bố sẽ gõ nhịp điệu cho các con. Nhịp điệu ấy ạ, như trò đánh trống truyền hoa ấy. Bố nói dừng thì dừng, bố nói đi thì đi. Cháu từng chơi đánh trống truyền hoa rồi. Bố đồ nhỏ chính là cái trống đó. Bố đồ nhỏ thật thông minh. Dừng. Bố đồ nhỏ, sao thế? Bố nghĩ là biểu diễn cần phải thêm một vài động tác độc đáo nữa. Chú đồ nhỏ nói đi, tụi cháu nghe chú hết. Tiếp theo, xin mời đón xem tiết mục Tết Nguyên Tiêu của chúng tôi, Múa Lân. Đồ to, bắt đầu thôi. Đi. Hay lắm, quá đỉnh. Tuyệt vời. Tất cả là nhờ bố đồ nhỏ. Đúng vậy, chú chính là thầy dạy múa lân của tụi cháu. Mấy đứa cứ gọi bố là chỉ đạo nghệ thuật đi. Hả, nghĩa là gì ạ? À? Chúng ta cùng ra quảng trường biểu diễn đi. Tết Nguyên Tiêu các năm về sau, con đều muốn chơi cùng bố. Nào, cùng ra quảng trường biểu diễn thôi. Giấc mơ.
ta ơi, con đồ ta, mau dậy đi. Bố đâu nhỏ, tại bố đấy, con sắp sửa đánh bại quái vật rồi, lại bị bố gọi dậy. Con ý à, xem hoạt hình đánh quái vật cho lắm vào. Đây gọi là ngày nghỉ gì, đêm mơ ấy. Mau dậy đi. Tức ghê, mình nhất định phải mơ hết giấc mơ này. Con đồ to, con xem tivi cả ngày rồi, hỏng mất đấy. Mình muốn làm anh hùng, mình muốn làm anh hùng. Con đồ to, 9 giờ rồi sao còn chưa ngủ? Mau đi ngủ đi. Con muốn làm anh hùng. Anh hùng cũng phải ngủ chứ. Đi ngủ nào, anh hùng của bố. Con đồ to làm sao thế? Cứ như người mất hồn. Thằng bé muốn mơ tiếp giấc mơ dang dở. Con đồ to, con đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày nay rồi. Con nghĩ chỉ cần lẩm nhẩm vài câu là trở thành anh hùng được à? Đúng đấy, làm anh hùng không dễ thế đâu. Việc của mình con còn chưa làm tốt thì sao làm anh hùng được? Nếu con thật lòng muốn làm anh hùng thì trước tiên hãy tự lo cho bản thân thật tốt. Đến giờ đi ngủ thì phải ngủ. Con cứ xem tivi cả ngày như thế, không học hành gì thì có làm anh hùng được không? Con đồ to, con đã hiểu chưa? Ây da, con biết rồi, bố mẹ mau đi ra đi. Con ngủ đây, con ngủ đây. Ây da, sao mãi chẳng ngủ được thế này? Con đồ to, đi ngủ đi, cứu với. Có cách rồi. Không mơ làm anh hùng được, vậy thì mơ ăn với chơi đi. Mọi thứ đều có thể tạo ra. Mình không tin không tạo ra được một giấc mơ đẹp. Con đồ to, con đọc sách cả ngày rồi đấy. Đi ngủ đi. Vâng vâng, con biết rồi, con đi ngủ ngay đây. Mẹ tập về, mẹ đừng nói con nữa, kẻo con lại đừng mơ thấy bị mắng. Sao con đồ to hôm nay nghe lời vậy nhỉ? Ngày nghỉ gì, đêm mơ ấy đâu chứ, nói dối. Hôm qua mình đọc sách lâu như thế mà chả mơ thấy đồ ăn đồ chơi nào cả. Như vậy không được, thì đổi cách khác đi. Không tạo ra được giấc mơ thì mình sẽ tự chế giấc mơ. Con đồ to, hôm nay mẹ làm món đùi gà yêu thích của con nè. Sao con không ăn? Bố đồ nhỏ, con đồ to làm sao thế? Anh cũng không biết. Con đồ to, con sao vậy? Con đồ to, con đang làm gì đấy? Sao không kéo quần lên? Con dạo này con toàn không tập trung thôi. Hôm nay con nhất định phải nói cho sáng tỏ. Rốt cuộc con đang nghĩ gì? Mấy hôm trước con nằm mơ thấy mình sắp đánh bại quái vật trở thành anh hùng thì bị bố đồ nhỏ gọi dậy. Con muốn mơ làm anh hùng tiếp nhưng mãi chả được. Giấc mơ sao mà tạo ra được? Vì không tạo được nên con muốn tự biên tự diễn. Lúc nãy con tưởng tượng là mình đang bơi nên quên không kéo quần. Ý tưởng hay đấy. Thấy con nỗ lực tạo giấc mơ như thế cũng nên khuyến khích một chút. Con yên tâm, giấc mơ của con cứ để bố lo. Thế nào hả? Cuối cùng con cũng đánh bại quái vật rồi. Tuyệt quá. Đúng vậy, con đúng là một đại anh hùng. Bố đồ nhỏ ơi, bố đồ nhỏ, thú vị quá. Trò này còn vui hơn cả nằm mơ nữa. Được rồi, đại anh hùng, đi ngủ thôi. Chúc con mơ đẹp. Bốc phát tí hơn. Bố đồ nhỏ ơi, sao mẹ tập về mua nhiều hoa quả thế? Quân về khổ quá.
Hôm nay siêu thị đại hạ giá mà. Được rồi, mau khuân đi, tao đồ to. Khuân hết đống này xong, chúng ta còn phải quay lại siêu thị phụ mẹ tạp dề nữa. Mau lên. Thật là hết cách với mẹ. Không được, chúng ta phải nghỉ một lát. Bố đầu nhỏ ơi, khuôn kiểu này thì bao giờ chúng ta mới mang hoa quả về đến nhà được? Phải đấy, nên chúng ta phải nghĩ cách. Con đồ to, hãy huy động tất cả những loại xe cộ có thể vận chuyển hoa quả. Rõ. Bây giờ trông chờ vào tụi bay đó, bắt đầu vận chuyển hoa quả. Đi nào. Mày muốn cướp chuối ư? Không được đâu, làm mất hoa quả là mẹ tập về sẽ nổi trận lôi đình. Tao đã bảo mày không được cướp đâu mà, đồ chó hư. Lần này không đi đường bộ nữa. Không quân, xuất kích. Xem lần này còn ai có thể cướp hoa quả với ta. Tụi bay tránh ra, không được cướp, mau đi ra đi. Quả này kiểu gì cũng bị mẹ mắng rồi. Bố đồ nhỏ, trông cậy ở bố đấy, con chịu rồi. Con đồ to, con đồ to, vẫn là con xe của bố lợi hại. Tuyệt quá, bố đồ nhỏ, giờ có thể vận chuyển hết hoa quả về nhà thẳng một mạch rồi. Bố đồ nhỏ, liệu có treo nhiều quá không? Không vấn đề gì, cứ tin ở bố. Bố đồ nhỏ cố lên, sắp thành công rồi. Không được, nặng quá. Bố đồ nhỏ, cẩn thận. Bố đồ nhỏ ơi, làm thế nào bây giờ? Qua bài học kinh nghiệm những lần trước, chia hoa quả ra thành nhiều lần, tự mang về là an toàn nhất. Chúng ta cùng hợp tác, có niềm tin sẽ chuyển hết về nhà được không? Có ạ. Tốt, bắt đầu. Dừng lại. Bố thấy mọi người đều mệt rồi, hay là nghỉ tí đã. Mệt thế mà đi xe thực sự quá nguy hiểm. Bố đồ nhỏ ơi, con khát nước. Nào, mọi người ăn đi. Thật à? Yeah, hay quá. Ây da, mình đúng là ngốc mà. Biết thế đã chẳng lao lực như vậy. Sao thế bố đồ nhỏ? Chúng ta làm bữa tiệc hoa quả dã ngoại ở đây luôn, có phải tốt không? Còn Khuân về nhà làm gì? Đúng chứ, tụi cháu có thể ăn hết chỗ này sao ạ? Đương nhiên, mua về cũng là để cho các con ăn mà. Bố tin mẹ tập về cũng sẽ đồng ý thôi. Tốt quá, không cần Khuân vác nữa. Hai bố con nhà này không biết lại lười nhác trốn ở đâu rồi, không biết đường giúp mẹ chuyển hoa quả rồi. Con trai con gái đều rất tốt. Quả táo là của mình.
Anh đầu to, anh cũng muốn ăn táo à? Nhưng chỉ còn một quả cuối cùng thôi. Chuyện này... Đầu to, quả táo này đưa cho kẹo bông đi. Bạn ấy là con gái mà. Cảm ơn anh đầu to. Chuyện này... Trời nóng quá đi mất. Con gái mặc váy bị mát lắm. Anh đầu to, chúng ta thi chạy đi. Xem ai chạy đến cái cây kia trước. Được thôi, anh sẽ không thua em đâu. Chuẩn bị, chạy. Kẻ bông, còn đau không? Để thầy xoa cho em nhé, được không? Không, không đau nữa. Cảm ơn thầy. Con gái sao có thể chịu nổi cú ngã như vậy chứ? Đi nào, để thầy bế em vào phòng học. Đầu to, đi nào. Vì sao kẹo bông có thể như vậy? Còn mình thì không được. Chỉ vì em ấy là con gái sao? Vậy thì mình cũng muốn làm con gái. Được, mặc cái này đi. Đúng rồi, còn cái này nữa. Còn cái này nữa. Con đồ to, bố về rồi đây. Cháu là ai thế? Bố đồ nhỏ, bố không nhận ra con à? Con là con đồ to của bố đây. Không không, bắt đầu từ bây giờ, bố phải gọi con là con gái đồ to. Con đồ to, đừng nghịch nữa. Rửa mặt đi. Con trai mà làm như vậy thì không hay đâu. Không, con chính là muốn làm con gái. Như vậy, ai cũng sẽ phải nhường con. Bố đồ nhỏ, con đi đây. Tạm biệt. Làm thế nào mới khiến con trai mình trở lại như cũ đây? Phải nghĩ cách mới được. Kẹo bông. Anh đầu to, sao anh lại biến thành bộ dạng này? Anh quyết định làm con gái rồi. Sau này chúng ta chính là chị em tốt. Thì ra là hai cô bé bị lạc đường. Nhìn có vẻ rất đáng yêu. Bắt đứa nào trước đây? Ta bắt. Không được bắt tôi. Xem ra ngươi cũng không giỏi lắm nhỉ. Gấu chó chưa ra ai, ngươi lại tưởng ta là mèo con chắc. Anh đầu to, cứu em với. Không ổn. Anh đầu to. Kẹo bông, mau chạy đi. Không đâu, em phải giúp anh đầu to cùng đánh bại con gấu. Đừng đánh nữa. Bố chỉ là muốn tiến hành khổ nhục kế. Con bảo vệ được kẹo bông, chứng tỏ con là một cậu bé rất dũng cảm. Bố tự hào về con. Kẹo bông, cháu cũng rất dũng cảm. Không có gì, con là con trai mà. Đây là chuyện con nên làm. Con đầu to yêu quý của bố cuối cùng đã hiểu rồi. Anh đầu to, cảm ơn anh đã cứu em. Con trai có lúc cũng yếu mềm, con gái có lúc cũng rất dũng cảm, đều cần được quan tâm. Anh đầu to, quả táo này em vẫn giữ lại cho anh đấy. Cảm ơn em, nhưng mà chỉ có một quả táo. Có cách rồi. Này, xay táo thành nước ép thì không sợ không đủ để chia nữa. Anh đầu to thật thông minh. Nghe nói con trai nhỏ của bố mẹ hôm nay có biểu hiện rất dũng cảm. Việc này phải cảm ơn bố đầu nhỏ. Đây là việc mà bố nên làm, không có gì đâu. Người. Mẹ tập về, con đồ to. Lần này bố giành được giải vàng thiết kế rồi. Mau nhìn này, bố đồ nhỏ giỏi quá. Cảm ơn đã khen.
chẳng qua là cái ý tưởng sáng tạo mà thôi. Anh phải bày nó cho cẩn thận mới được. Mẹ đập về, vì sao tác phẩm của bố đồ nhỏ lại đoạt giải thế? Bởi vì thiết kế cầu của bố khác với mọi người. Mẹ tập về, khác với mọi người là sao? Chính là không giống với người khác. Như vậy đương nhiên sẽ nhận được sự chú ý của mọi người. Mình cũng muốn khác với mọi người. Ăn cơm thôi. Mùi thơm thật đấy. Vậy thì ăn nhiều một chút. Đúng rồi, con muốn khác với mọi người, cho nên phải làm cho khác đi. Con đồ to, vẫn nên dùng đũa mà gấp đi. Làm người nguyên thủy không dễ đâu. Con nóng quá. Anh đồ to, chúng ta cùng chơi đi. Được thôi. Bỗng gạo, nào. Cứ chơi thế này thật là chán. Anh phải chơi khác với mọi người. Để anh nghĩ xem. Để anh nghĩ xem nào. Lần này đến lượt em ném. Anh cũng muốn bắt đĩa bay. Đưa cho mình, mình tìm thấy trước. Con đồ to, con và chó thân thiết quá nhỉ. Mình nhất định phải làm được việc khác với mọi người để mọi người khen mình. Lần này đảm bảo sẽ khác với mọi người nhất định sẽ thấy mình thật là giỏi, còn giỏi hơn cả bố đồ nhỏ. Con đồ to, có phải cháu bị cảm không? Thế lạnh à? Bị cảm thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, đừng chạy lung tung nữa. Cháu. Ê da, con đồ to, cháu chuẩn bị đi biểu diễn kịch người tuyết à? Giữa mùa hè mà mặc quần áo dày như vậy. Không phải, cháu đúng là hết lòng với vợ diễn. Không phải, cháu. Giữa mùa hè mà lại mặc áo bông, rốt cuộc cậu định làm gì thế? Anh đồ to đang học bỗng gạo ư? Bỗng gạo mùa hè mà cả người đầy lông cũng nóng lắm. Con đồ to, con mặc nhiều như vậy để làm gì? Con... Bố đồ nhỏ, con muốn khác với mọi người. Khác với mọi người. Đúng thế, mẹ tập gì nói. Bố đồ nhỏ chính vì khác với mọi người nên mới đoạt giải. Nhưng con lần nào muốn làm việc khác với mọi người đều bị chê cười. Rốt cuộc là vì sao? Thì ra là như vậy. Con đồ to, bố nói cho con biết, khác với mọi người là một sự sáng tạo, là khiến người khác sau khi nhìn sẽ cảm thấy thoải mái, là sự sáng tạo mới mẻ, chứ không phải cố tình làm những việc trái với bình thường hoặc những việc vô cùng kỳ quái. Con biết chưa? Đó không phải là khác với mọi người. Thì ra khác với mọi người thật sự là như vậy. Vậy con biết phải làm gì rồi? Bố đồ nhỏ, đây có tính là khác với mọi người không? Có tính. Ồ, hàng đầu cây sáng tạo quá. Là tác phẩm của con đồ to ư? Vâng, là cháu cắt đĩa đấy. Giỏi quá, không hổ là con trai của kỹ sư. Cảm ơn chú Mao. Wow, hàng đầu cây đẹp quá. Anh đồ to đúng là nhà nghệ thuật sân vườn. Không phải đâu, chỉ là sáng tạo một chút mà thôi. Giờ thì con đã khác với mọi người rồi. Đúng thế. Nhiệm vụ của mẹ. Chuyển sang
Đưa điều khiển cho bố. Đưa cho con. Con làm bài tập xong chưa mà xem hoạt hình? Bố vẽ xong bản thiết kế chưa mà xem bóng đá? Hai người cãi nhau đủ chưa? Bố không thương trẻ, con không kính lão. Được rồi, được rồi. Thế này đi, mẹ giao cho mỗi người một nhiệm vụ, ai hoàn thành trước thì đưa điều khiển cho người đó. Được. Vậy được, bố đầu nhỏ đi rửa chén, con đồ ta đi lau nhà. Con sẽ không thua bố đâu. Bố sẽ không thua con đâu. Nhiều, nhiều thế. Lau nhà mới đơn giản. Sàn nhà toàn cái gì thế? Đây đều là kết quả của việc nhả kẹo cao su bừa bãi đấy. Muốn lau sạch không dễ thế đâu. Hôm nay phải cho con thấy bản lĩnh thật sự của bố. Cứ thế này mình sẽ thua bố đầu nhỏ mất. Mệt quá. Cứ thế này không ổn. Sắp hết trận bóng rồi. Mình phải nghĩ cách. Có rồi. Kiểu bơi lau nhà mình phát minh ra. Bố đầu nhỏ định làm gì vậy? Mình cũng có trợ thủ. Giờ thì nhẹ nhàng rồi. Sẽ không có vấn đề gì chứ. Cứu tôi với. Chỉ cần có chúng, mình sẽ lau xong nhanh thôi. Không hay rồi. Lau nhà công tốc rồi. Tập phim hôm nay cảm động quá. Xem ra số trời đã định hôm nay TV không thuộc về chúng ta rồi. Lũ lụt.
Đồ to, con lại nghịch ngợm rồi. Ây da, tấm thảm mà mẹ tập về thích. Xong luôn. Không phải chứ. Thuyền hải tặc tới đây. Mau phóng thủy lôi. Giờ biết lợi hại của đại bác vô địch rồi chứ. Wow, kích thích quá. Có rồi. Mình thông minh quá. Ai đấy? Chờ chút. Bố đầu nhỏ đi đâu rồi? Bố ở đây. Con đầu to, cứu bố với. Bố không biết bơi. Vậy đi. Cứu bố với. Bố sắp chết đuối rồi. Con đồ to, tỉnh dậy đi. Lớn lần ấy rồi còn tè dầm, xấu hổ ghê chưa. Coi thằng bé này kìa, thì ra là một giấc mơ. Trông em bé. Tiếng gì vậy nhỉ? Bố đồ nhỏ. Bố đồ nhỏ, bé cưng này ở đâu ra vậy? Sao lại có em bé ở đây? Được rồi, nói cho hai người biết, đây là con của bạn mẹ.
Hôm nay cô ấy đi công tác nên nhờ mẹ trông một hôm. Con có thể chăm sóc em bé. Bé ơi, bây giờ anh là anh trai của bé rồi. Xem ra vẫn là giữa trẻ con có thể giao tiếp được với nhau. Không phải A, mà là anh trai. Không phải A ụ, cũng không phải A u. Con đồ to, con đang làm gì thế? Bố đồ nhỏ ơi, sao cả ngày anh trai mà em bé cũng không biết gọi. Em bé còn nhỏ như vậy, không biết nói là chuyện thường tình. Em bé chả thú vị gì cả, con chơi đồ chơi vui hơn. Em bé ngoan, ăn no rồi ngủ một giấc nhé. Bước cuối cùng, lắp cánh đuôi. Sắp xong rồi. Cánh đuôi đâu? Lúc nãy còn ở đây mà. Sao chớp mắt cái đã không thấy đâu rồi? Em bé. Em bé ngoan nào, mau trả lại cái đuôi cho anh đầu to. Con đầu to, không được bắt nạt em bé. Rõ ràng là nó đang bắt nạt tụi con. Con đồ to, bố đồ nhỏ. Có. Bây giờ mẹ phải đi chợ. Hai người ở nhà trông năm bé cẩn thận nhé. Nếu còn xảy ra tình trạng như lúc sáng thì mẹ sẽ không tha cho hai người đâu. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Em bé đừng khóc. Tụi anh chỉ muốn đùa vui với bé thôi mà. Bố đồ nhỏ ơi, bây giờ nên làm thế nào đây? Con đồ to, con mau đi lấy đồ chơi ra dỗ em đi. Dạ, con đi lấy luôn. Bố đồ nhỏ ơi, mau nghĩ cách đi. Con đồ to, bố nhớ ra rồi. Hồi còn nhỏ con cũng hay khóc như em bé. Nguyên nhân chỉ có hoặc là đói, hoặc là buồn tè. Được, vậy con thay tã cho em bé. Bố đồ nhỏ, bố đi pha sữa đi. Chia nhau ra làm. Thay tã thành công. Thành công rồi. Sữa tới đây. Nguy hiểm quá. Em bé sao thế? Chắc là sữa nóng quá. Tôi xong, lúc nãy quên thử đồ nóng. Mẹ về rồi đây. Mẹ tập về. Cuối cùng mẹ cũng về rồi. Trông em bé không dễ gì đúng không? Con đồ to, hồi nhỏ con cũng như vậy đấy. Vậy về sau con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Đúng là con ngoan của mẹ. Già trẻ hoán đổi. Vẫn là hồi nhỏ tốt hơn. Con thấy trưởng thành tốt hơn chứ. Con mong mình sẽ lớn thật nhanh. Làm người lớn khổ lắm, phải đi làm kiếm tiền. Trẻ con mới khổ. Hay là thế này, bố làm con của con nhé. Nhất trí. Nói là làm.
Ô tô đồ chơi của con. Ô tô đồ chơi hôm nay là của bố. Anh lên cơn gì thế? Mau đi nấu cơm đi. Hôm nay anh là con, đầu to là bố, đầu to nấu cơm gì cơ? Đầu to là bố, ở đâu ra vậy? Hỏng rồi, lúc nãy mình đang rửa rau. Mẹ sắp bị hai người làm cho tức chết rồi. Được thôi, hai người đã muốn chơi thì mẹ cũng chơi cùng hai người. Bố thì phải ra dáng bố, con cũng phải ra dáng con. Đi rửa tay đi. Anh rửa rồi, không sạch, đi rửa lại. Em hôm nay anh là con mà. Rồi rồi, anh rửa sạch rồi. Bát nhỏ thế, không đủ ăn. Hôm nay anh là con, trẻ con dạ dày nhỏ mà. Nhiều thế, không ăn hết nổi. Con là bố mà, không được bỏ thừa. Phải làm gương cho con. Con đồ to, chị cho bố ít cơm với. Được rồi, không ăn hết thì cất vào tủ lạnh mai ăn. Bố đồ nhỏ, bố dám ăn dụng đùi gà. Đừng lớn tiếng, để bố ăn một chút. Không được. Chuyên nghiệp nhỉ. Hôm nay có trận bóng, có thể... Không được, hôm nay phạt anh, không được ra khỏi phòng sách. Cái tivi này bị sao thế? Hôm nay con là bố, tivi để con xem trận bóng. Không, con muốn xem hoạt hình. Dám gạt người ta, còn không mau đi ngủ đi. Nhưng giờ mới 9 giờ hơn mà. Hôm nay anh là con, mau đi ngủ nhanh. Tốt quá, có thể xem hoạt hình rồi. Nhưng sớm thế này anh không ngủ được, dễ thôi. Để con đồ to dỗ anh ngủ, hôm nay thằng bé là bố. Hả? Đi mau. Mình có thể xem bộ phim yêu thích rồi. Không ngủ được mà. Con kể chuyện cho bố nghe nhé. Kể cái gì? Cầm ngược sách rồi. Ngày xưa có một cô gái tên là công chúa Bạch Tuyết. Trên đường đến nhà bà ngoại, cô gặp phải một con sói xám. Sao nghe có vẻ không đúng nhỉ? Đây là công chúa Bạch Tuyết, cô bé hoàng khăn đỏ hay là lọ lem vậy? Sói xám đưa cho cô một quả táo đỏ. Sói xám nói, công chúa Bạch Tuyết, cô phải ngồi xe bí đỏ, xỏ giày thủy tinh đi tham dự vũ hội của hoàng tử. Sau đó, cô bé hoàng khăn đỏ còn gặp được 7 chú lùng ở vũ hội. Được rồi, càng kể càng lộn xộn, để bố kể còn hơn. Ở một vương quốc xa xôi nọ, có một vị vua và hoàng hậu sinh hạ được một cô con gái, đặt tên là công chúa Bạch Tuyết. Về sau... Sao anh vẫn chưa đi ngủ? Anh không muốn làm con nữa, không muốn làm con nữa. Lần này yên phận rồi chứ. Ăn đi, em biết anh chưa ăn no. Cảm ơn em. Sao con chưa ngủ? Hôm nay con là bố, con phải ngủ cùng mẹ. Xem ra anh buộc phải tiếp tục làm con nốt đêm nay thôi. Chúc ngủ ngon nhé.